Bác sĩ ơi, mũi của em làm dáng nào đẹp? Bác sĩ ơi, mũi của em nên làm N-line hay S-line đẹp? Thì bác sĩ nói là thế này, N-line, S-line, tất cả là đó là một cái tên để mà khi nói ra để các bác sĩ biết đó là một cái marketing. Nhưng mà để mà dáng mũi đẹp, quan trọng nhất là nó phải hợp với em, đúng không? Sáng nay bác giải thích, nếu như gương mặt em khá là bình dị nè, dễ thương, gọi là hơi sinh viên, hơi văn phòng. Bây giờ em chọn cái mũi gọi là S-line, tức là bay cao lên và cái đầu mũi cao lên dựng trụ, sụn sườn gì đó, theo kiểu mấy cô hot girl, thì làm sao mà hợp được? Tức là gì, mấy em làm vừa phải thôi, theo cái fashion của mình, theo cái cách ăn mặc của mình, theo cái môi trường sống của mình, theo cái môi trường mình làm việc nữa. Bây giờ em đòi cái dáng mũi của cô bé nhìn trên hình như là hot girl kia, mà bây giờ ráp vô mình tương đối là hơi về nghề nghiệp, về công việc của mình, mà về cái cách sống của mình hơi bình dân, bình dị, thì bác sĩ nghĩ không hợp. Cho nên dáng mũi hợp ở đây là gì? Phải hợp với ngữ cảnh, hoàn cảnh và cái gương mặt và cái công việc của em, thì cái đó mới gọi là hợp. Thẩm mỹ thì phải hài hòa, phải nằm trong một cái hoàn cảnh chung thì nó mới đẹp được. Còn mình ráp cái món này vào cái dáng mũi này, nhưng mà nó theo cái phong cách của một cái cô người mẫu hoặc cô hot girl khác thì không phải.